Tử vi thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 18 tháng 10 năm 2023 âm lịch ngày nhâm thìn tháng quý hợi năm quý mão. Xung ngày, bính tất, giáp tất, bính dần xung tháng, đinh tị, ất tị, đinh mão. Đinh dậu thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn. 1. Tuổi tí ngày 30 tháng 11 năm 2023 tam hợp nâng đỡ, người tuổi tí tự nhắc nhở bản thân cần phải kiên trì thực hiện tất cả các công việc trong kế hoạch của mình. Bạn hiểu rằng nếu mình cứ bỏ dở giữa chừng công việc thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công. May mắn nhờ có cắt tinh phù trợ, bản mệnh có thể phát huy được sở trường của mình. Vì thế mà bạn được cấp trên đánh giá rất cao. Hãy coi đây là những nấc thang trên con đường thăng tiến của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân. Mép tóc mắt cá ngoài chân tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xanh dương quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. tuổi sửu ngày 30 tháng 11 năm 2023 người tuổi sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá, người tuổi sửu quá vội vàng thể hiện tài năng của bản thân, vì thế mà bạn rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến nhiều người ngứa mắt, thậm chí chê cười. Phương diện làm ăn cũng chưa thu được kết quả khả quan bởi bạn thường đưa ra quyết định quá vội vàng, để lỡ cơ hội phù hợp hơn với mình ở phía sau thiệt hại bạn phải chịu trong ngày hôm nay chính là một bài học kinh nghiệm đắt giá của bạn. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần nữa khiến bệnh trở nặng. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ tị. Dậu, hợi. 3, tuổi dần ngày 30 tháng 11 năm 2023 mộc khắc thổ, người tuổi dần độc thân nên thay đổi những tính cách không tốt của mình, như vậy mới có thêm nhiều người theo đuổi. Bạn chớ coi mình là nhất và tỏ vẻ coi thường mọi người xung quanh nếu đã có nửa kia, tình cảm của các bạn không được như ý muốn do đôi bên có những nghi ngờ, không tin tưởng vào nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đôi bên nên trò chuyện thẳng thắn chứ không phải là giấu ở trong lòng may mắn, thực thần đem lại tin vui tài lộc cho bản mệnh. Nếu làm việc tốt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó, coi như món quà thúc đẩy mình tiếp tục vươn lên. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường. Xanh rêu, xanh lá cây quý nhân phù trợ, ngọ tuất hợi. 4 tuổi mão ngày 30 tháng 11 năm 2023 tam hội nâng đỡ, người tuổi mão có một ngày làm việc với đầu óc rất tỉnh táo, bạn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới khiến mọi người bất ngờ và khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, bất kể bạn ở độ tuổi hay vị thế nào. Có một vài cơ hội đầu tư đáng giá đang bày ra trước mắt bạn ngay ngày thứ năm. Hãy tin tưởng bản thân và thử sức một lần xem sao, có thể bạn sẽ thu được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đấy. Xem tử vi trực tuyến mộc khắc thổ lại chỉ ra những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn nên bao dung và kiên nhẫn với người ấy hơn. Đừng soi mói những điều nhỏ nhặt và bắt người ta phải nghe theo quan điểm của mình giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh ra trời, xanh rêu quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 30 tháng 11 năm 2023 cục diện tự hình khiến người tuổi thìn gặp phải một vài vấn đề khó khăn cần phải trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm hãy hạ cái tôi của mình xuống để có thể bình tĩnh trao đổi với mọi người tình hình tài chính của bạn cũng lên xuống thất thường trong ngày thứ năm vì thế khi cầm tiền trong tay hãy chú ý chi tiêu đừng tốn tiền cho những món hàng không quá cần thiết đồng thời bạn cũng chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ dê của kẻ xấu nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay bạn nên đi về hướng nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ tí, thân, dậu. 6. Tuổi tị ngày 30 tháng 11 năm 2023 hỏa sinh thổ, những người tuổi tị còn độc thân có thể gặp được người ưng ý vào ngay ngày hôm nay, đáng mừng hơn nữa là người ta cũng có thiện cảm với bạn. Hãy trò chuyện kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nếu đã có nửa kia, hai người có thể sắp xếp thời gian rảnh và rủ nhau cùng tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày. Nếu làm được như vậy hẳn các bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên, khiến quan hệ thêm gắn bó. Thiên tài chiếu mệnh, tình hình tài chính của bạn có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy dũng cảm bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường đỏ. Hồng quý nhân phù trợ ngọ mùi thân. 7. Tuổi ngọ ngày 30 tháng 11 năm 2023 chính tài báo hiệu tình hình tài chính dư giả của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Bạn có thể nhận được một phần thưởng nóng. Khoản tiền này sẽ bổ sung vào thu nhập khiến bạn thêm phần dư giả. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm được những khách hàng và đối tác mới đầy triển vọng. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh nhanh chóng nhận ra hiệu quả làm ăn đồng tiền đang chảy ào ào vào túi bạn. Hỏa sinh thổ, người còn độc thân có thái độ khá cởi mở với mọi người xung quanh. Trong lòng bạn thầm mong nửa kia hãy mau xuất hiện. Chính vì vậy, bạn nhiệt tình hơn khi tham gia những buổi xem mắt do người thân giới thiệu. Giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cắt tường tím. Hồng quý nhân phù trợ, dần, mùi tuất. 8. Tuổi Mùi ngày 30 tháng 11 năm 2023 chính quan tương trợ, người tuổi Mùi sẽ được phân công phụ trách một vài công việc mới, may mà bạn có bản lĩnh khá vững vàng để bình tĩnh giải quyết. Cấp trên sẽ đánh giá bạn rất cao thông qua hành động này. Một số người sẽ phải hợp tác với đồng nghiệp nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Hãy nhớ hạ cái tôi của mình xuống và chú ý thảo luận với mọi người, bạn sẽ không gặp phải nhiều khó khăn đâu. Xem ngày tốt xấu theo trực. Nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp như vậy mới gặp nhiều may mắn. Giờ tốt. 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, mão, tị, ngọ. 9, tuổi thân ngày 30 tháng 11 năm 2023 tử vi 12 con giáp nói tam hợp phù trợ, người tuổi thân giữ được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực trong ngày hôm nay. Cũng nhờ thái độ tích cực, chủ động trong công việc mà bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Nhiều người có thể nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp khiến công việc đã thuận lợi nay còn thuận lợi hơn. Nếu có vấn đề nào chưa thực sự hiểu rõ, bạn cũng sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh để tiến bộ. Thổ Sinh Kim, nếu đã có nửa kia, cả bạn và người ấy đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ đó mà nhiều mâu thuẫn bất đồng được giải quyết nhanh chóng. Chuyện tình cảm của hai người rất ngọt ngào, khiến nhiều người phải ghen tị. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim vàng quý nhân phù trợ Tý thìn tỵ mười tuổi dậu ngày 30 tháng 11 năm 2023 nhị hợp khích lệ tinh thần làm việc cho người tuổi dậu bản mệnh là người có trách nhiệm cao bạn tự đặt ra cho mình những yêu cầu khá nghiêm khắc chính vì thế mà bạn ngày càng được nhiều người tin tưởng với người làm đầu tư kinh doanh bạn cần phải nắm rõ kiến thức cũng như tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định đầu tư có như vậy mới đem về được khoản lãi lời như dự kiến đừng vội nghe theo những lời lôi kéo của mọi người nhé thổ sinh kim quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng gắn kết các bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và cùng nhau thực hiện những điều ấy đôi bên đang cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ. Sửu, thìn tỵ 11 Tuổi tuất ngày 30 tháng 11 năm 2023 người tuổi tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung. Bạn sẽ cảm thấy khá mệt mỏi vì công việc cứ đổ ập xuống đầu. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng nhé. Với người làm kinh tế, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư một khoản tiền lớn vào công việc nào đó, nếu không, bạn sẽ phải chịu thiệt hại đấy. Hãy nhớ rằng không phải việc gì phù hợp với người khác cũng sẽ phù hợp với bạn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần. Ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. mười hai tuổi hợi ngày ba mươi tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi ba tỷ kiên giáng họa người tuổi hợi có thể gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn bè đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến vì thế mà hiệu suất công việc giảm hẳn đi để ngày hôm nay trôi qua thuận lợi hơn bản mệnh cần phải giữ được sự tỉnh táo và lý trí của mình đặc biệt mỗi khi kết thúc một công việc gì bạn cũng cần phải tổng kết kinh nghiệm ngay như vậy thì sẽ tránh được những sai lầm lần sau thủy khắc thổ, người đã có đôi có cặp cần phải giữ thái độ bình tĩnh ngay cả khi đôi bên đang mâu thuẫn nữa, đừng to tiếng gây tổn thương cho nửa kia. Hãy lắng nghe người ấy giải thích trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi.